Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, huyện Ngọc Hồi đang tăng cường công tác ôn tập và chuẩn bị mọi điều kiện để kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi có gần 430 học sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện tại, công tác ôn tập đang được nhà trường đẩy mạnh triển khai nhằm trang bị củng cố cho các em những kiến thức cần thiết cũng như tâm lý ổn định, vững tin bước vào kỳ thi. Nhà trường cũng tổ chức nhiều giải pháp như là tổ chức cho các em học online, làm bài tập online. Và đặc biệt nhà trường tổ chức thường xuyên, tổ chức các cái đợt thi thử online. Như đến hiện giờ thì nhà trường tổ chức được 3 lần thi thử online. Thì qua các lần thi thử này thì nhà trường cũng công bố điểm để các em rút kinh nghiệm và thống kê điểm so sánh với nhau. Thì qua các cái lần kiểm tra thì thấy kết quả các em có càng ngày càng khả quan hơn. Để thực hiện mục tiêu 100% học sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông, trên 65% đậu các trường đại học, cao đẳng, trong đó khoảng 50% học sinh đậu vào những trường có chất lượng cao. Hiện nay cùng với tập trung xác định trọng tâm kiến thức, chú trọng rèn cho học sinh kỹ năng thực hành vận dụng, nhận dạng, các câu hỏi đề thi chia theo mức độ, đội ngũ giáo viên còn quan tâm động viên khích lệ các em trong quá trình học tập. Tập trung vào cái việc là củng cố lại hệ thống cái kiến thức cơ bản cho các em, đặc biệt là trong đó phải thường xuyên quan tâm động viên nhắc nhở đối với những cái đối tượng học sinh có lực học nó yếu kém hơn một chút. Còn cái nhóm đối tượng thứ hai đó là nhóm đối tượng các em học sinh mà có nguyện vọng để sẽ tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Trong cái kỳ thi này thì bên cạnh cái việc mà hệ thống lại cái kiến thức cơ bản thì tôi còn không ngừng để mở rộng và nâng cao thêm kiến thức cho các em, để từ đó thông qua các dạng đề để có thể là tăng thêm cái điểm số và từ đó mở ra cái cơ hội lớn để các em có thể sẽ tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Để đạt kết quả tốt, ngoài tham gia chương trình ôn tập do nhà trường tổ chức, các em học sinh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài, tạo tâm lý tốt nhất khi bước vào kỳ thi. Trong kỳ thi thử vừa rồi thì điểm số theo em, đối với em thì khá là ổn định. Và để giữ vững cái phong độ ấy thì em sẽ nâng cao trình độ của mình ở trên lớp và cả ở nhà. Chủ yếu thì sẽ lắng nghe những kiến thức trọng tâm mà thầy cô giảng, và về nhà thì em sẽ lên mạng để học và rèn luyện thêm cái khả năng tự học của mình để trong kỳ thi sắp tới đây sẽ đạt được điểm số mà em mong đợi. Hiện nay thì trong quá trình ôn luyện cũng như là để hướng tới kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì bản thân em đang cố gắng từng ngày tập trung vào giải đề cũng như là hệ thống hóa kiến thức qua từng bộ môn. Ví dụ như là môn toán lý hóa thì em sẽ có một buổi để ôn tập về lý thuyết và một dành khoảng thời gian riêng để mình giải đề. Còn đối với một số nặng môn nặng về kiến thức như môn sinh hoặc là môn văn thì em cũng sẽ dành ra một buổi để học những cái phần cần để mình học thuộc. Còn đối với môn tiếng Anh thì em sẽ dùng thời gian của mình để làm đề cũng như là hệ thống lại những cái từ vựng mới ở trong các cái đề mà em làm được. Việc tích cực ôn luyện và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, huyện Ngọc Hồi nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin chủ động, hướng đến một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất.